Tôi không mua đâu cô ơi. Tôi lại không mang theo tiền rồi. Thôi được rồi, thì tôi giúp cô một quyển nhé. Đừng để bị lừa. Cô nghe thế à? Tôi tưởng là cô bị điếc cơ mà. Đừng có giả vờ nữa. Mọi hành động của cô đã tố cáo chính cô rồi. Cô giả bộ là người khuyết tật, cải trang thành người yếu thế trong xã hội để lợi dụng lòng tin cũng như là sự đồng cảm từ người khác để bán giá sách cũ với giá cao. Bây giờ cô có đi không? Hay để tôi báo cảnh sát? Đủ hiểu chuyện. Ồ. Đây có phải điện thoại của em không nhỉ? Anh nhặt được nhưng mà không biết là có phải của em không nữa. Dạ vâng ạ, đây là điện thoại của em rồi ạ. Nhưng mà khoan, em phải làm cách nào để chứng minh đây là điện thoại của em thì anh mới trả cho em được chứ. Em nhập mật khẩu vào đây đi, nếu mà đúng ấy thì anh sẽ trả lại cho em. Dạ vâng, để em nhập mật khẩu. Khoan đã. Đừng để đi được. Đây không phải là điện thoại của cô đâu. Ban nãy tôi thấy anh ta đi cùng một người phụ nữ, chọn một chiếc điện thoại giống y như chiếc điện thoại của cô. Tôi đoán không nhầm, người lấy điện thoại của cô chính là đồng bọn của anh ta. Anh ta mượn cớ nhắc nhở cô ra điện thoại, mục đích chính là dùng điện thoại này để dụ lấy mật khẩu ở điện thoại của cô đấy. Thế thì coi như tôi có ý tốt mà bị hiểu nhầm đấy. Khoan đã. Lấy điện thoại của người ta xong, định chuồn à? Có trả điện thoại cho cô hay không? Tôi báo cảnh sát đấy. Thôi, tao đây, trả. Em gái, thì lần sau cẩn thận hơn. Xin lỗi anh đến muộn quá. Em cũng vừa mới tới thôi. Trông em ở ngoài xinh hơn trên ảnh nhỉ? Đây là lần đầu tiên mà em gặp bạn ở trên mạng đấy. Em có chút hơi ngại ạ. Anh ấy là thầy giáo dạy piano. Với cả là hình như em nói với anh là em cũng thích piano, đúng không? Nhà anh lại đang có piano. Em qua nhà anh đi, anh sẽ dạy cho em. Em hơi sợ ạ. Anh không phải là người xấu đâu. Em xin phép em đi vệ sinh một chút nhá. Khoan đã. Đừng để bị lừa. Cô tô son nhưng chắc chắn trên chiếc ống hút kia có thể dính vết son của cô. Nhưng đằng này cốc nước cô cầm trên tay, ống hút lại rất sạch sẽ. Chắc chắn cốc nước này đã bị cháo rồi. Anh nói anh là giáo viên dạy piano. Điều kiện cơ bản nhất của người chơi piano đấy chính là ngón tay rất thon và dài. Ngón tay của anh ấy thì lại nhiều vết chai sạn. Chắc chắn là làm công việc nặng nhọc. Mới buổi đầu gặp mặt đã rủ dê con gái nhà người ta về nhà. Chắc chắn là để thực hiện ý đồ xấu. Nếu như mà cô đi theo anh ta ấy, thì cô biết hậu quả xảy ra như thế nào rồi chứ. Em gái ơi, em gái, cho anh hỏi đường đi Cầu Giấy như thế nào nhỉ em nhỉ? Anh đi thẳng đến chỗ cây xong kia thì rẽ trái là tới. Em chỉ như thế là sao anh biết được, anh có phải người ở đây đâu. Thì tôi nói là đi thẳng đến chỗ cây xăng rẽ trái là tới mà. À hay là em lên xe đi, ngồi chỉ anh một đoạn thôi, phiền em một chút nhá. Làm cái gì em ơi? Anh giả vờ cũng siêu thật đấy. Cô nói vậy là có ý gì? Phía trước có bảo vệ, sao anh không hỏi đường mà đi hỏi tôi? Cậu thanh niên đằng sau kia là đồng bọn của anh, giúp anh hành xử tôi đúng không? Biển số xe thì bị che đi một nửa. Anh sợ camera chứ gì? Đừng có hòng lừa tôi. Abby à, hôm nay tao chuyển nhà, mày qua phụ giúp tao nhá. Anh Thắng, anh Thắng, đây là Abby, bạn của em. Đi từ từ thôi mày. Ok, để anh đỡ cho một tay. Trang ơi, công ty tao có việc gấp, mày đây phụ giúp tao nhá, tao đi đây. Em vất vả rồi, uống nước đi này. Vâng. Xin lỗi anh nhé. Không sao đâu, anh đi thay cái áo khác là được. Anh như thế này không sợ My biết à? Anh không nói, em không nói thì làm sao mà My biết được. Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh đã nhìn trộm tôi rồi. Và tôi đã để ý anh rồi. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện có lỗi với My có đúng không? Và My cũng không dùng My giả. Vậy mà tôi lại phát hiện có một chiếc My giả trên ghế sofa nhà anh. Liệu My có biết những chuyện này không nhỉ? Kể ra cô em cũng thông minh đấy. Nhưng mà bạn của cô em ấy thì chỉ yêu một mình anh thôi. Mày nghe thế hết rồi chứ? Đi ra đi. Ôi chị ơi, em say quá. Chị đưa em về được không? Bạn trai em đang ở trong xe đợi em. Bạn trai cô ở đâu? Ý kìa. Thôi được rồi, để tôi đưa cô đi. Thank you.
ánh mắt né tránh, nụ cười giả chân. Cô ta nói bạn trai đã tới rồi mà sao không chủ động đón. Huống hồ cô ta chỉ về phía đường cấm đỗ xe, không thể nào đỗ xe ở đó được. Cô ở đây đợi tôi một lát nhé. Cô uống đi. Trong miệng có hơi rượu, ống quần có dính vết nôn. Cô bé này nhất định sau khi say quên mất vị trí của bạn trai. Mười mấy cuộc gọi điện thoại chưa nghe, tên người gọi là anh yêu. Điện thoại của cô đâu? Đưa tôi mượn. Alo. Là cô đưa bạn gái tôi về à? Cảm ơn cô nhiều nhá. Lần sau nhớ chăm sóc tốt cho bạn gái nhé. Gái xinh thì tôi thấy nhiều rồi. Nhưng mà người chuẩn bị mất một đống tài sản mà vẫn còn cười tươi như cô ấy, thì tôi gặp lần đầu tiên đấy. Cô nói thế là sao? Có phải trong xe của cô có rất nhiều tài sản quý giá cô đúng không? Cô theo dõi tôi đấy ạ? Chẳng qua là khu đỗ xe của cô, tôi thấy có vài ký hiệu và tên trộm để lại thôi. Ký hiệu gì? Qua đây mà xem. Hình tam giác này là ám chỉ cho người con gái độc thân. Còn mấy cái hình tròn này là ám chỉ người đó rất nhiều tiền và có rất nhiều tài sản ở trong xe. Cô đã bị bọn trộm nhắm trúng rồi. Theo kế hoạch thì tối nay tất cả những tài sản ở trong xe của cô sẽ bị lấy sạch. Cô biết phải làm như thế nào rồi chứ? Mọi người hãy chú ý những ký hiệu này. Nếu thấy xuất hiện hãy báo cảnh sát ngay nhé. Em gái ơi, anh đang chọn quà sinh nhật cho mẹ anh ấy. Em có thể giúp anh được không? Đơn giản thôi ạ. Cái này em nghĩ là phù hợp với bác đấy ạ. Anh có thể mời em đi uống nước được không? Không cần thế đâu anh ạ. Em không phải khách sáo với anh làm gì đâu. Anh chị dùng gì ạ? Cho anh một đĩa trái cây này, một khoai tây chiên, một gà chiên với cả hai ly cà phê ngon nhất của quán cho anh. Ok ạ. Anh đói bụng quá, anh đi vệ sinh một chút nhá. Anh ơi, nhà vệ sinh ở bên kia kìa. Chùa nhanh thế. Nếu không muốn tôi nghi ngờ ấy thì đi chậm thôi. Khi anh nhớ tôi chọn món quà cho mẹ anh không hề để ý vào món quà mà chỉ trực chờ ngó nghiêng xung quanh để ra hiệu cho đồng bọn. Anh tính bài chuồn để tôi lại với đống đồ ăn này có đúng không? Một lát nữa, đồng bọn của anh là nhân viên của quán này sẽ ra bắt tôi phải trả tiền. Tôi nói thế có đúng không? Gọi tôi vào quán mà không hề hỏi ý kiến tôi. Chứ gọi đồ ăn ầm ầm ra. Anh cứ ở đây mà hưởng thụ một mình với đống đồ ăn này đi. Tạm biệt. Alo, dịch vụ khóa khóa đúng không ạ? Một canh đến nhanh lên, tôi đang vội lắm. Chị ơi, chị có vấn đề gì ạ? À? À, em cũng sống ở tầng này. Tôi vừa ra ngoài phút giáp và quên mất chìa khóa. Chào cô nhé. Có phải là cô cần mở khóa khóa đúng không nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Anh mở giúp tôi. Cô để tôi xử lý cho. Quá đá, hai người đang diễn kịch đấy ạ? Cô nói thế là có ý gì? Cô nói là đi vứt giáp, thùng giáp thì ở ngay ngoài kia. Thế mà dép cô lại dính vết bùn đất. Chắc chắn là cô đi từ ngoài vào. Hơn nữa, ở chung cư này muốn phá khóa, cô phải báo ban quản lý tòa nhà trước. Nếu như cá nhân tự phá khóa thì là vi phạm quy định đấy. Còn anh nữa, vừa tới, không xác định bất kỳ thông tin nào mà đã phá khóa rồi, chắc chắn là có điều mờ ám. Cô! Và tôi cũng nói để cho hai người biết, đây chính là nhà của tôi đấy.